Dạ chào anh chị nha. Thì trong video ngày hôm nay em Dư sẽ gửi đến quý anh chị mình một cái mẫu nhà, nó là chủ đang ngợp, rất là ngợp luôn, mà đã giảm mạnh lên 200 triệu so với thì lúc trước anh chị. Và căn nhà này á thiết kế rất là đẹp luôn, với diện tích là ngang 4 dài 20, thiết kế sẽ có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đây, mặt dựng thì thiết kế là kiểu máy hàng anh chị, rất là hiện đại luôn đó. Và căn nhà mình á là một trong những căn gốc anh chị, nó nằm trong khu dân cư đông đúc nè, có đường ô tô đến nhà luôn. Khu vực của mình á là đông đúc dân cư hiện hữu rồi nha. Và căn nhà này á là chủ đang ngợp luôn, đang kẹt tiền cần bán lại nha. Đây căn gốc hai mặt tiền anh chị. Về đây cô chú anh chị mình có thể tận dụng cái khoảng sân bên hông đây nè, mình có thể đậu xe, đám tiệc hay gì đó mình đãi cũng rất là nhiều mâm luôn, nó rất là tuyệt vời. Và căn nhà này á thì vị trí là gần chợ Bình Chánh, thì là trục đường Đinh Đức Thiện á, cô chú anh chị mình đi vào đây khoảng tầm 800m thôi, đường ô tô đến nhà nha. Khu vực của mình là đông đúc dân cư hiện hữu rồi. Thì giờ em Dư mời cô chú anh chị mình tham quan nhà đi, thì một lát nữa trong clip thì em Dư sẽ báo giá cho mình luôn. Thì bước vào nhà mình á, thì em Dư có trang bị cho mình lớp cửa bảo vệ phía ngoài anh chị, cửa được làm bằng sắt hợp nha, có sơn tĩnh điện chống dì xét nè, có cắt xin xi những cái đường chỉ rất là ấn tượng nha. Hai trụ cột ở đây á, thì em Dư làm hai trụ cột to anh chị, rất là kiên cố luôn. Và nhà mình á thì sẽ có một khoảng sân trước anh chị, có thể đậu rất là nhiều xe máy nha, hoặc là mình có thể đậu chiếc ô tô 4 chỗ nha, rất là tuyệt vời. Dưới nền thì em Dư ở gạch chống chân trượt rồi, rất là đẹp anh chị. Thì tiếp đến sẽ là khu vực phòng khách cho anh chị. Thì bước vào á thì em Dư có trang bị cho mình thêm lớp cửa nhôm xi pha ở phía trong, và đi chung với kính cường lực nha. Thì đây cô chú anh chị mình có thể làm thêm bộ vàng, mình tăng lên tư. Đây căn nhà ngang 4 dài 20 anh chị, thiết kế không gian phòng khách rất là rộng rãi nha. Và hai bên tường ở đây á thì Dư có ốp cho mình những tấm PVC giả đá và giả gỗ anh chị, có những cái đường chỉ vàng nè, nhìn rất là nổi bật luôn. Phía trên trần ở đây á làm Dư giật cho mình là trần thạch cao dược hợp anh chị, đi chung với hệ thống đèn lon đèn led luôn. Và chính giữa thì có một cái đèn chùm rất là đẹp nha. Vì đây cô chú anh chị mình để một bộ sofa chơi TV âm thanh hay gì đó, rất là phù hợp luôn. Dưới nền thì Dư gặp ốp gạch tấm ống kiến nè, sạch sẽ cho mình. Chân cầu thang ở đây á thì cũng có làm kệ tủ anh chị, ở vậy cô chú anh chị mình có thể để rượu ở đây, mình tiếp khách, rất là phù hợp luôn. Và căn nhà này thì đang ngợp luôn, thì sổ hồng riêng hướng là hướng nam anh chị. Thì cô chú anh chị mình đưa trước em Dư 1 tỷ là mình quất được căn này đó. Và thiết kế sẽ có một căn phòng ngủ ở dưới tầng trệt anh chị, dành cho cô chú anh chị mình lớn tuổi nè, không gian rất là rộng rãi nha. Ở đây thì có cửa sổ thông thoáng luôn, nhà mình căn góc anh chị, tận dụng cửa sổ rất là nhiều nha, rất là mát. Cô chú anh chị mình lớn tuổi ở ngoài rất là thoải mái luôn. Và cửa phòng mà đi là cửa nhơ anh chị, đi chung với kính mờn. Ở đây em Dư có ốp PVC phun từ trên xuống dưới anh chị, rất là sang trọng nha. Và tiếp đến sẽ là khu vực bếp của mình nha anh chị. Thì đây thì mình có gắn cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới nha, bằng gỗ cam xe nha, nhìn rất là sang trọng luôn. Và mặt bếp ở đây thì mình có dán quá đá hoa cương đen cho mình nè, và có bồn và chén ở đâu luôn. Vậy cô chú anh chị mình có thể để thêm bộ bàn ăn 6 đến 8 người nha, rất là tuyệt vời luôn. Và đây thì khu bếp mình thì em Dư có gắn gương nè, nhìn vào rất là sáng nha. Phía trên trần vẫn có trần thạch cao và đi chung với hệ thống đèn lon đèn led luôn. Và đây sẽ là có một khoảng không gian sân sau anh chị, rất là rộng luôn, cho anh chị mình có thể giặt giũ nè, bằng cá bằng gạt vịt thì đó rất tiện lợi luôn. Và kèm là toilet tầng trệt anh chị, đầy đủ hết trang thiết bị luôn. Và nhà mình thì sẽ có một cái cửa hông bên hông anh chị, kèm ra đây là một khoảng sân, cực kỳ là mát luôn. Đây cô chú anh chị mình về có thể trồng thêm cây cảnh nè, nuôi thú cưng thì đó cũng rất là tuyệt vời luôn. Sân này rất là rộng nha, cô chú anh chị mình đậu xe thì khỏi phải bàn rồi. Và em Dư xin nhắc lại, căn nhà của mình thì vị trí là gần chợ Bình Chánh, thì trục đường Đinh Đức Thiện á, cô chú anh chị mình đi vào tới đường gần cái chỗ khu nghiệp Cầu Tràm á, chợ Trung Thành là tới nhà mình luôn. Thì nhà mình thì kế bên chợ Trung Thành nè, khu công nghiệp nè, chợ trường học các cấp luôn, phù hợp cho anh chị mình mua gì để ở nha, an cư lập nghiệp. Và căn nhà mình là hướng nam anh chị, và nằm trong khu dân cư đông đúc nè. Đường trước nhà của mình là đường nhựa 8m nha, đường có viên hè luôn. Khu vực của mình là đông đúc dân cư hết rồi. Và căn nhà này là hiện tại đang ngợp anh chị, giá tổng luôn là 2 tỷ rưỡi. Căn nhà này là sổ hồng riêng, có hỗ trợ vay. Thì cô chú anh chị mình đưa trước em Dư 1 tỷ là mình mua được căn nhà này rồi. Còn bao nhiêu em Dư sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình góp nha. Thì trên màn hình thì em Dư để lại số điện thoại của em thì cô chú anh chị mình thấy căn nhà này phù hợp với mình nè, thì cứ nhấc máy alo ngay cho em Dư. Thì giờ em Dư mà muốn gì mình tiếp tục tham quan lên đầu trên nè. Và đây sẽ là khoảng không gian cầu thang mình lên tầng 1 anh chị. Lối đi rất là rộng rãi luôn, cho anh chị mình hay di chuyển đồ đạc lên nha. Ở đây có một cái đèn kiểu con cong, tay bình bằng gỗ cho mình, và đi chung với kính cường lực nha. Và trên tầng 1 mình thì sẽ có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Và đặc biệt sẽ có khoảng không gian dùng chung đây anh chị, rất là rộng rãi luôn. Ở đây thì anh chị mình có thể làm phòng đọc sách nè, phòng vui chơi hoặc là phòng thờ cũng được.
ở đây không gian rất là rộng rãi anh chị. Đó, hệ thống trần ở đây á, anh Duy cũng dịch cho mình là trần thạch cao anh chị, đi chung với hệ thống đèn lon đèn led nha. Và tiếp theo á, anh Duy xin mời chúng chị mình tham quan căn phòng ngủ thứ nhất nè, ở trên tầng 1 nha, quá trời rộng luôn. Thì căn phòng này á, thì anh chị mình để giường tủ thì khỏi phải bàn rồi. Đây thì có cửa sổ thông thoáng nha, ở phía trên cũng là trần thạch cao. Và tất cả các cửa phòng của nhà mình là đều cửa nhôm anh chị, đi chung kính mời nha. Và cuối nhà thì sẽ là nhà cho anh chị mình có nhà vệ sinh đầy đủ hết các trang thiết bị. Ở em vừa ở gạch cao, nhà của mình đó là hướng nam anh chị, ở sổ không riêng, ở đất full thổ cư hết nha, diện tích là ngang 4 x 20. Đây căn phòng ngủ ở master phía trước anh chị có một cái hướng ra ban công nè, thì căn phòng này có chút gì mình có thể làm phòng ngủ hoặc phòng thờ cũng được. Đó, rộng rãi nha, trần và trần thạch cao dược hợp nha, đi chung với hệ thống đèn lon đèn led luôn. Và phía ngoài ở đây á là khoảng ban công nhà mình anh chị, đây ban công rất là rộng rãi luôn, tại mình bằng sắt hợp cho mình nè, có các CNC rất là tinh tế luôn. Khu vực của mình á là đông đúc dân cư hiện hữu anh chị, đường trước nhà của mình là đường ô tô đến nhà luôn. Đó, một khu dân cư rất là an ninh đáng sống anh chị. Thì em Duy xin nhắc lại, căn nhà của mình á thì vị trí á là gần chợ Bình Chánh, thì từ trục đường đến Đức Thiện á cô chú anh chị mình đi vào tới gần ở chỗ khu công nghiệp Cầu Tràm á là tới nhà mình luôn nha. Thì nhà mình thì kế bên chợ nè, trường học, quỹ ban nha, phù hợp cho anh chị mình mua về đây ở nè, an cư lập nghiệp. Ở có khu công nghiệp mình về đây đi làm gần nhà luôn anh chị, rất là tiện lợi luôn. Và căn nhà này thì với diện tích là ngang 4 x 20 m nha, ở sổ hồng riêng hướng là hướng nam nha, giá tổng luôn là 2,5 tỷ. Thì căn nhà này thì có hỗ trợ vay, thì cô chú anh chị mình đưa trước em Duy 1 tỷ là mình nhận nhà. Đó thì trên màn hình á, em Duy có để lại số điện thoại của em á, thì cô chú anh chị mình thấy cái căn nhà này phù hợp với mình nè. Đó thì cứ nhấn máy alo ngay cho em Duy nha. Thì cuối video thì em Duy cũng xin chúc cô chú anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nè, và thành công trong công việc, và hẹn cô chú anh chị mình ở những video clip nhà mới tiếp theo ạ.